Rồi. Rồi, xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người một số phôi khá chua, cây này khá chua ha, rồi tùng ha, rồi mai kiến thủy. Cây đầu tiên, cây này mã số là Y1, là một cây khá chua nha mọi người. Đế nơm cao quá nha. Cái này là mấy cái xanh xanh này là nó đóng cong nha mọi người. Đâm trời mạnh luôn. Cây này là mã số Y1. Hoành của nó là 44. Em đo cho nghe đây, 44. Chiều cao là 91. Chiều dài trái bầu là 55. Rồi đây có cái cọng rễ nó bị chạy với dao ngoài này ha. Rồi Y1 em giao lưu với mọi người 1.900.000 bao ship. Khế chua nha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là một cây mai chiếu thủy, nung da xanh cho mọi người. Cốt liền lạc không ha. Tiếp theo. Tiếp theo là mai chiếu thủy nha mọi người. Cái này nung da đen nó lớn nha anh em. Cây khá là to ạ. Cây này nó đóng gông ha. Nó lâu đời nó đóng gông. Rồi ngay cái cọng đế, quay gần cái cọng đế cho mọi người xem nè. Nó cọng đế nó mày cọng đế bị lũa ha. Bên đây nè. Bên này nó lũa đóng gông bên đây. Này tới đây nha. Cái da nó trên đây thì nó sùn sùn nứt nứt nha. Xù nứt tức nha mọi người. Rất là khủng luôn. Cây thì các em quay lại tiếng lỗi em báo. Rồi cái này là nó đóng gông thôi. Cây này rất là già luôn á. Cái này là mã số Y3. Thôi không kể mình đổ nha. Bên đây là mình để em đây mình đổ nữa. Em đo quạnh trên cái eo là 47 nè. Tú có dưới đây chút là 58. Rồi đúng cái đèn chút là 58 nha. Chiều cao nó là 86. Chiều dài cái bầu là 61. Đây. Mấy con rễ này nó bị lũa nha mọi người. Rồi mã số này là mã số Y3. Em giao lưu với mọi người 2.500.000 bao ship. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số Y6. Ồ, cây này cao lắm nè anh em. Đó. Mai chiếu thủy nung da xanh nha mọi người. Ồ, hoa coi kìa. Một chùm trên đó luôn nha anh em. Đó, hoa quá trời hoa đây luôn là ha. Một cốt luôn. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Y6. Rồi. Hoành nó 38. 38 hoành. Cao tầm 2,5 m anh em ơi. Cái này nuôi da xanh lá lớn nha. Ồ quá bông luôn anh em ơi. Đường kính cái bầu nó là 50. Đường kính bầu 50, cây bông lên trên đó cho kìa anh em. Ha. Đó. Rồi. Đi sám giao lưu với mọi người 1.500.000 bao ship. Rồi, 1.500.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. Theo cây mã số Y7 nha anh em. Y7.
Ồ, cây này cũng bông dữ lắm, bông nha anh em. Một cút lắc luôn ha. Đây cũng là nu da xanh lá lớn nha mọi người. Rồi, mạnh luôn. Mấy cái này là đầu cắt ha. Hoành đây là 27 nha mọi người. Chiều cao là khoảng 1m8. Rồi. Rồi 1,2 triệu bao ship. Rồi tiếp theo Y8 nha mọi người. Bộ cây kim quýt nha. Đó, bộ đế của nó nè. Rồi đâu hoành đi. Đế chạy đều luôn á. Em đâu hoành ở dưới đây nha. Xuống ở dưới đây luôn á. Xuống dưới đây là hoành nó 30 thôi. 30 hoành. Em đo một cái thằng bự của nó 25. Chiều cao nó là 28. Đường kính cái bầu là 40. Rồi Y8 em giao lưu với mọi người 1,500,000 em bao ship. Cái kim quýt này nè, khá là to ha. Tiếp theo. Đây là một cây lê kim mai nha mọi người. Cây này nặng quá không có lên bàn xây được ha. Em sẽ quay tổng thể cho anh em xem ha. Đó. Đế của nó nè. Cây này thì cưa nó bọng nước đó, nó hơi nứt cho này chút xíu như này nghe anh em. Rồi tổng hoành luôn. Đây mã số là Y9 nha mọi người. Y9. Đế đẹp lắm đó. Cây này đế đẹp lắm nghe anh em. Nó là 78. 78. Chiều cao của nó là 78. Chiều cao 78 luôn. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 78 luôn nè. Đường kính bầu 78 luôn. Cây này. Rồi, giá luôn. Rồi, mã số này là mã số Y9 em giao lưu với mọi người 2,700,000 bao ship. Rồi, Y9 2,7 nghe anh em. Đó, cộng đế nó bị lỗ ở đây nè. Rồi. Cây xíu. Nha, bộ đế rất là to lực nghe anh em. Cây rất là lực cây ha. Mã số Y10 cây mai vàng nha anh em. Trời ơi cây mà nó cao chót vót luôn nè. Đây, cái nè anh em muốn cưa bonsai thì cưa ha. Đây nè, đây cũng được nhưng mà thôi để cho anh em về muốn chơi. Cây này đế lực lắm nha anh em. Đó, đế đều gan cho này chân ha. Rồi cây này cũng bự và cao không luôn. Cao quá. Cao bự có 4m à. Rồi, đâu hoành đi. Này cũng rất là nặng nha anh em. Hoành của nó là 46. 46 hoành. Cao, cao tầm 3 mét mấy, gần 4 mét, 3 mét rưỡi anh em ơi. Cao mét rưỡi á. Một. Thì cũng cần 3 mét mấy đi, nó 3 mét mấy đi cho chú ăn. Rồi giá luôn. Rồi đây cũng là cây cuối cùng luôn.